có con nào từ 2-300 mà lại vừa zin vào này, mới vào này, còn bền nữa này, còn tầm cao nữa không anh? Ui giời, thế thì có luôn ngay trước mắt này. À, con này rồi. Trước mắt em mà làm to. Đây rồi, đây rồi. Ôi, đúng rồi. Anh mới về được con này xong này, mới lắm. Anh mới cứng cựa luôn. Cứng rồi anh. Mới cứng cựa luôn đây này. Nhìn xem cái vô lăng thôi đánh giá được chiếc xe này là nó mới thế nào, đúng không? Vâng. Cần số đây, quay luôn. Để. Quay luôn cần số này. Ôi giời, mới chưa em nhìn chưa? Vâng. Màn hình to này, đấy, điều hòa ô tô này, đề lối thông minh này. Ghế điện nhá. Ghế điện. Đấy. Lấy này, vạch lý cho xem này. Đấy, thấy chưa? Vâng. Xong mới lại đây này, ghế này, ghế lái này. Ngồi ít thì là ghế lái nó mới được như thế này nhá. Đây này nhìn chưa? Đấy, mới chưa? Mới. Quá là mới phải không? Thấy chưa này? Đấy, mới chưa? Vâng. Quá mới so với cái đời này. Con này nhá. Anh giới thiệu với em đây là con Honda CRV. Nó là sản xuất 2010 thôi. Nhưng mà mới như đời cao luôn. Như đời cao. 2010 mới trông mới nhỉ. Ừ, keo chỉ này. Keo chỉ là vẫn còn zin hết cả xe nhá. Đấy. Đồ nhựa, đồ da cánh cửa này đẹp chưa? Mới chưa? Quá là mới nhỉ. Đây nữa. Xoay vào đây nữa thì mới biết được độ mới của chiếc xe này nó mới đến cực có độ này. Đấy, vô. Trần kìa. Trắng toát trắng phau luôn, đúng không? Vâng. Trắng toát trắng phau luôn. Hàng thuốc chuột của nhà anh đấy. Đấy. Và đây, lốp dày này, da nó mốc quanh đĩa, quanh ABS luôn này. Phía sau đi em ơi. Đấy, Honda CRV 2010 nhá. 2.45 chỗ gầm cao nhá. Đấy, đèn đóm nhá. Đây. Quá là mới đúng không? Vâng. Lốp sau to này. Đấy, thoải mái để đồ. Đấy, hai tầng để đồ luôn. Nhìn này, lốp dự phòng luôn. Thấy chưa? Thôi, tiếp. Đây, này. Sơn phi của xe thì led căng càng luôn. Đấy. Tiếp này. Đấy. Xem đi. Cả nhà xem nhá, cả nhà mình xem nhá. Hiện tại là hai anh em nhà em đang quay. Đấy, quay vị trí nào xong vị trí đây đi. Đừng lắc điện thoại hết. Đấy. Dừng lại một tí như thế này. Đấy. Xong là này di chuyển nó bị khác mà cái này mờ là phải chạm vào màn hình đi. Ok. Đây. Hôm nay hai anh em quay cho cả nhà mình xem nhá. Đồ nhựa này, mới chưa? Đúng không? Vâng. Đây. Vâng bé thế, phải vâng to lên, vâng nhiệt tình lên. Ôi, nó đẹp như thế này. Thế thì hời hợt với nó được. Đây, nó mới như thế này luôn. Sao hời hợt với nó được, đúng không? Đây. Quay vào. Đây. Đấy. Chạm tay liên tục màn hình vào. Đây, coi đi. Đây, nhựa này. Xoay chỗ nào thì xoay, dừng lại một tí xong là mới xoay lên chỗ khác. Đây xoay ngoắt nhanh vào. Đấy. Này các bác ơi. Nó là quá mới luôn, đúng không? Này ghế này. Túi khí an toàn đây nhá. Chiếc xe này là có rất nhiều túi khí an toàn, tắp đô rồi vô lăng rồi ghế các kiểu có túi khí an toàn nhá. Đây này các bác nhìn này, ghế này. Đây, mới chưa? Không phải là con xe CRV nào cũng được mới như thế này đâu, được zin như thế này đâu các bác nhá. Tắp đô này, xoay tắp đô. Đấy tắp đô này các bác nhìn xem này. Đấy được chưa? Đây, bốp đồ này. Bốp đồ này. Đấy, mới chưa các bác. Con xe quá là mới so với đời đây. Đây nữa em ơi. Này, ốc nhái này vẫn còn chấm sơn này. Để lại lệch thế này. Ok các bác nhá. Tiếp tục này. Coi đầu xe em ơi. Đấy, tinh nhan bóng rẽ trên gương. Đấy, lốp dày là cả 4 quả luôn nhá. 4 quả lốp của xe rất là dày nhá. Và đèn đóm này em quay gần vào cho mọi người xem. Đây. Thực sự là một con xe đẹp là không có nhiều đâu các bạn. Đây nữa này. Đấy. Và tôn vỏ loại này nhá, nó rất là cứng, rất là dày nhá. Và con này nhá các bác nhá. Đấy. Và con này nhá, máy số vẫn zin này, keo chỉ vẫn zin này, nội thất zin nguyên thì em đã quay rồi này. Và xe về là không phải làm bất cứ cái gì này. Đổ xăng là chạy, nhiên liệu thì nó tầm khoảng là 8 đến 9 lít nếu mà đi đường trường thì nó dễ, còn nếu đường phố thì nó hơn chục lít một tí các bác nhá, tí thôi. Đấy, rồi. Rồi tiếp vị trí này đi, đóng cửa lại này. Đấy, thôi. Đứng vị trí này quay xa một tí để cho mọi người nhìn. Đây đứng góc này. Đấy các ơi. Đèn bi nhá, siêu sáng luôn, siêu sáng vào ban đêm luôn. Đấy thì chiếc xe này thì em cũng đã review cho mình xem rồi. Nếu mà thích thì gọi cho em và muốn xem thêm gì bảo em. Đấy về giá cả đối với mẫu xe này đấy ạ. Thì đối với mẫu xe mà đẹp như thế này đấy. Thực sự với bác đợt trước em còn bán con này là 350 cơ. Nhưng mà bây giờ đấy, bớt cho các bác mình thật nhiều vào để cho mình dễ vào việc nhé, thậm chí là bớt đến cả vài chục triệu luôn nếu mà mình muốn vào việc nó các bác nhé. Honda CRV, hiện tại thì em đang có một đôi Honda CRV
hai là 10 và một con nữa là đời 2009. 2009 thì chỉ có 200 mấy thôi các bạn. Đấy cũng đẹp nhưng mà đời nó không được cao lắm, nó chỉ giá 200 mấy thôi. Từ 200 mấy thôi là mình đã có hẳn một chiếc xe Honda CRV rồi cả nhà mình nhá. Ok, xin chào các bác, nhớ đăng ký kênh, nhấn theo dõi để nhận quà của em Mr. Trump nhá.